Đoàn Vi Hương và Bích Hằng xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị đang theo dõi bản tin buổi chiều thứ tư của đài VNITV trên băng tần 57.3 và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnitv.com. Và sau đây xin mời Đoàn Vi Hương gửi tới các quý khán giả bản tin quốc tế đầu tiên. Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế đầu tiên từ Nga. Ông Putin hứa là sẽ cải tổ chính phủ sau cuộc bầu cử tổng thống. Thủ tướng Putin cho biết là ông sẽ cải tổ chính phủ nếu ông đắc cử tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm tới. Ông tuyên bố như trên với Đảng Thống nhất của Nga trong ngày hôm nay. Ông cũng nói rằng ông sẽ có thay đổi trong giới lãnh đạo địa phương. Nhà chức trách thành phố của Mạc Tư Khoa hôm nay đã điều động thêm lực lượng an ninh đến giữ an ninh ở trung tâm của thủ đô, sau khi có tin là nhóm đối lập và nhóm ủng hộ Điện Cẩm Linh có tên gọi là Nazi cùng tập trung. Cảnh sát cũng được huy động đến giữ trật tự tại trạm xe điện 1905, nơi mà giới ái mộ đồ thúc cầu Mạc Tư Khoa Spartak đã tụ tập tưởng niệm một năm ngày Zero Siridov, một khách hâm mộ bóng đá đã bị giết chết. Vụ này đã gây bạo động khắp Mạc Tư Khoa hồi năm ngoái. Ông Putin trả lời với báo chí là ông sẽ thay đổi theo sự đòi hỏi hiện đại hóa của xã hội. Và cũng tin liên quan tới Nga thì lãnh đạo đối lập Nga đã bị bắt giam. Lãnh tụ đối lập Nga là Ilya Sazin sẽ bị nhốt 15 ngày trong nhà tù về tội tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ hôm bầu cử quốc hội, tức là vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 12 vừa qua. Và một người bạn đồng chí hướng với lại ông là blogger Alex Navalny thì bị bắt tối thứ hai trong cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử tại trung tâm Mạc Tư Khoa. Được biết là cuộc biểu tình tối hôm qua đã được chính quyền Nga cho phép, nhưng sau đó thì hai người đã tham gia nói trên đã bị bắt giữ. Và luật sư của hai ông cũng bị từ chối cho gặp mặt của thân chủ, mặc dù hai ông đã bị bắt giam trên 12 tiếng đồng hồ và được di chuyển qua nhiều nơi tạm giam. Không ai biết được các đương sự bị giam giữ ở đâu. Nhưng vào buổi trưa hôm nay thì hai ông đã bị đưa ra tòa án quận hạt của Tverskoy ở Mạc Tư Khoa, nơi mà ông Zaksin đã bị tuyên án là giam 15 ngày và có khoảng 300 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Và kính thưa quý vị, vẫn tin từ Nga, thì đảng đối lập ở Nga đang tranh cãi về cuộc bầu cử. Hôm nay thì lãnh tụ đối lập là ông Zablobo ở Nga đã cho biết kết quả của họ trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua là quá thấp và chắc chắn là có sai trái. Do đó họ đang lên kế hoạch đưa vụ này ra tòa án. Lãnh tụ Grozny Zelensky phát biểu với báo giới ở Moscow rằng chỉ tính riêng ở St. Petersburg thì họ có khả năng khoảng 20% phiếu ủng hộ, và tại nhiều trung tâm bỏ phiếu ở Moscow thì chiến thắng phải về tay của họ. Theo kết quả kiểm tra thì khoảng 99.9% số phiếu được đưa ra vào chiều Chủ nhật thì Zaloko cùng với những đảng phái khác như là đảng Ái Quốc Nga hay là Just Cause không thể vượt qua ngưỡng 7.7% để có ghế trong nghị viện. Ông Zelensky đã khẳng định họ sẽ yêu cầu tòa án kiểm tra lại phiếu bầu và công khai kết quả trước toàn dân. Trong khi đó, thì các quan sát viên ngoại quốc khẳng định là cuộc bầu cử hạ viện ở Nga đã có gian lận tại một số địa điểm và không công bằng khi chính phủ ủng hộ hoàn toàn đảng của nước Nga thống nhất. Và giá xăng dầu đã tăng nhanh khi chính sách thắt lưng buộc bụng của ông Monti bắt đầu. Hôm nay thì người dân của Italy phản đối mặt với giá xăng dầu ngất ngưỡng khi Thủ tướng Mario Monti đã đưa ra chính sách là thắt lưng buộc bụng. Và chính sách mới của ông Monti là gói hỗ trợ 30 tỷ euro. Và giá xăng dầu leo thang khoảng 9.9% với mức là 1,708 euro mỗi lít. Thì dầu của diesel đã tăng là 13,5 xu lên tới mức là 1,702 euro mỗi lít. Trong khi đó thì sự ủng hộ của người dân đối với nhà lãnh đạo mới này dường như đã sụt giảm sau khi ông đưa ra chính sách trên, nhưng vẫn giữ ở cái mức trên là 60%. Theo một cuộc khảo sát của tổ chức IPSO, thì mức ủng hộ của ông Monti hiện chỉ là khoảng 64%, giảm đi 9% so với cuối tháng trước. Và cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm tới hội nghị thượng đỉnh Liên Âu sẽ diễn ra ở Brussels vào cuối tuần này. Thì tại hội nghị này, thì các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về kế hoạch tái bảo hiểm cho thị trường tài chính. Trong khi đó thì tại Algeria cho biết là đề nghị của Liên đoàn Ả Rập là giải pháp duy nhất. Hôm nay thì Ngoại trưởng Algeria là ông Mourad Medelsi đã tuyên bố đề nghị của Liên đoàn Ả Rập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria là cơ hội tốt nhất để mở cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe phái đối lập. Hiện theo ông Medelsi đang có chuyến công du tại thủ đô của Paris ở Pháp để thảo luận về sự phát triển của thế giới Ả Rập cùng cuộc chiến chống Al-Qaeda ở khu vực Sahel.
Phát biểu sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Alain Juppé, thì ông Medeci cho biết Algeria không tiếp tục chỉ trích mà hy vọng Liên đoàn Ả Rập sẽ có biện pháp giải quyết thỏa đáng tình hình ở Syria và với tư cách là thành viên ủy ban của điều phối. Algeria hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng của quốc tế. Đã gần 9 tháng kể từ khi bất ổn diễn ra ở Syria, thì Tổng thống Syria là al-Assad vẫn chưa chấp nhận từ chức theo đòi hỏi của người biểu tình. Bên cạnh đó, thì ông còn từ chối thực hiện kế hoạch hòa bình do Liên đoàn Ả Rập vào đầu tháng 11. Theo con số của Liên Hiệp Quốc đưa ra, thì đã có hơn 3.500 người bị thiệt mạng trong các vụ đàn áp. Và quay sang Israel, thì quân đội của Israel đã bắn chết một tay. Hôm nay thì bộ binh của Israel đã tiến vào dải của Gaza và bắn chết một tay súng của Palestine, đã làm bị thương nhiều người. Và đây là cuộc tấn công hiếm hoi của Israel nhằm vào khu vực nằm trong vòng kiểm soát của Palestine. Và nhà chức trách của Palestine đã xác định người thiệt mạng là một thành viên của tổ chức Hồi giáo Jihad. Và trong thời gian gần đây thì nhóm phiến quân này dần dần theo phe những nhà cầm quyền thuộc nhóm Hamas ở Gaza. Và phát ngôn viên của quân đội Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc tấn công nói trên. Trong khi đó thì Hamas đã khẳng định một đoàn xe thiết giáp đã vượt biên giới hướng về thành phố Gaza. Hamas cũng đã điều động binh sĩ đến khu vực trên và hiện Hamas và Israel đang tham gia quá trình hòa giải của Ai Cập và trung gian của Đức về vụ phóng thích tù binh vào giữa tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên thì những vụ tấn công đã khiến cho hai bên ngưng việc trao đổi. Cựu tổng thống của Israel bắt đầu thụ án 7 năm tù. Kính thưa quý vị, hôm nay thì cựu tổng thống của Israel là ông Moshe Katsav đã bắt đầu thụ án 7 năm tù giam sau khi bị kết tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục. Trước đó thì vào ngày 10 tháng 11, tòa án tối cao của Israel đã bác đơn chống án của vị cựu tổng thống này. Phán quyết của tòa án được coi là thắng lợi to lớn đối với nữ quyền, đặc biệt là quyền của những nạn nhân bị cưỡng hiếp, cũng như đối với hệ thống pháp lý sẵn sàng sờ gáy những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Israel. Nạn nhân của ông Katsav là 65 tuổi và là một cựu nhân viên khi ông giữ chức bộ trưởng. Sau đó thì ông cũng quấy rối tình dục hai phụ nữ khác khi ông làm tổng thống trong giai đoạn năm 2000 và 2007. Năm 2007 thì 2 tuần trước khi hết nhiệm kỳ tổng thống của mình thì ông Katsav đã miễn cưỡng từ chức với đề nghị thương lượng không phải ngồi tù. Sau đó thì ông từ chối thương lượng, nói rằng là sẽ chứng minh là mình vô tội trước tòa. Mấy năm gần đây thì ở Israel đã có một bộ trưởng tư pháp bị kết án vì dùng những vũ lực hôn một nữ binh sĩ. Một cựu bộ trưởng tài chính phải ngồi tù vì tội tham ô. Cựu thủ tướng Ehud Olmert thì buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc tội tham nhũng. Và kính thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ hứa sẽ tạo áp lực về nhân quyền đối với chính phủ của Belarus. Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm nay đã yêu cầu Belarus trả tự do cho tù nhân chính trị nếu không muốn tiếp tục bị trừng phạt về kinh tế và lệnh cấm du lịch đối với các viên chức của chính phủ của Tổng thống Alexander Lukashenko. Và bà Clinton đã nói, Hoa Kỳ sẽ cùng với lại các đối tác trong khối Liên Âu và các nền dân chủ khác sẽ hành động chống lại chế độ của đương kim Tổng thống Lukashenko. Và bà Clinton đã tuyên bố điều trên với lại 7 nhà hoạt động của Belarus là bà tiếp bên lề cuộc hội nghị tại Lithuania, nơi là bà đang giữ cuộc hội nghị của nhóm an ninh và hợp tác của Âu Châu. Và bà Clinton đã nói cho đến khi chính phủ của Belarus đã cải thiện nhân quyền và tình trạng dân chủ trong nước, họ sẽ không có quan hệ ngoại giao tốt với Hoa Kỳ. Và bà cho biết đến nay thì vẫn còn 50 người đã bị giam giữ hay là một hình thức quản thúc nào đó. Trong đó thì có 2 nhà lãnh đạo đối lập. Tin từ Anh, hàng trăm ngàn người dân Pháp đưa nhau sang Anh để tìm cơ hội làm việc, nhưng mới đây đã lục tục kéo nhau về nước vì thuế lợi tức tại nước Anh đánh vào cân nhân viên quá nặng. Hôm nay thì Tổng thống Pháp là ông Nicolas Sarkozy đã tuyên bố như trên, nhưng ông lại tỏ ra khôi hài và nói với cử tọa là đừng nói với David Cameron là thủ tướng của nước Anh là tôi nói như thế. Trong một cuộc trao đổi thân mật với cử tọa của trụ sở công ty của Google tại Paris, thì Tổng thống Sarkozy nói là mạng lưới Internet cho phép dân chúng khắp nơi trên thế giới biết rõ thực tế về một quốc gia khác và làm giảm bớt ảo tưởng là ngọn đồi bên kia có nhiều cỏ xanh hơn. Với một nửa giọng, nửa đùa, nửa thật, thì ông nói rằng vài trăm ngàn người Pháp đã sang London làm việc, nhưng họ đã thấu hiểu thế nào là biện pháp thắt lưng buộc bụng và họ có thể lại bồng bế nhau hồi hương. Dưới câu nói đó, khi cử tọa cười ồ lên, thì ông Sarkozy đã nói rằng đừng nói với David Cameron là tôi nói như vậy. Ngay sau đó thì ông nói bằng một cái tiếng Anh mà ít khi ông sử dụng là George Davis.
Và kính thưa quý vị, phần tin tức xin tạm ngừng trong giây lát. Sau đây là một số quảng cáo của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho VNITV. Sau đó Đoàn Vy Hương và Bích Hằng sẽ quay trở lại để tiếp tục gửi tới quý vị những bản tin vẫn liên quan tới tin quốc tế.